Em Tuấn Đông Thanh, hôm nay em xin phép để được giới thiệu theo yêu cầu của các bác. Vì hàng ngày thì em giới thiệu cả một loạt máy, thì các bác biết là đây em trồng máy, trồng cả đống rồi. Nhưng mà hôm nay là em sẽ giới thiệu chi tiết từng con, từng mã cho các bác nó dễ tham khảo hơn, nó hay hơn. Thì theo yêu cầu của bác, thì đối với lại hôm nay em giới thiệu với các bác ở đây là chiếc laptop hàng Dell. Dòng này là dòng máy bãi dòng này sản xuất cho thị trường nước ngoài nhé các bác nhé, chứ không phải sản xuất cho trong nước. Thì các bác nhìn tất cả những cái đường bo này, các bác nhìn này, tất cả đây là viền thép hết này. Con này sản xuất cho thị trường nước ngoài, chỉ có ở nước ngoài thì nó mới có những cổng kết nối tổng hợp như này. Nước ngoài người ta chỉ cần đặt ở dưới bàn, nó cắm cái cáp tổng hợp ở đây là nó kết nối xong tất cả, chứ nó không phải kết nối lung tung ở xung quanh ở ngoài như của mình đấy. Đây là những dòng máy được sản xuất cho thị trường ở nước ngoài chứ không ở trong nước. Trong nước mình nó không có như thế này nhé. Trong nước mình nó không có như này. Thì báo cáo các bác là đối với lại chút nữa cuối cùng em sẽ tháo pin cho các bác nhìn lần lượt. Đối với dòng nước ngoài thì các bác biết đây là con Dell này. Con Dell có model là E7240. Thì con này có cấu hình khá là cao. Con này có cấu hình là chip Core i7 cơ. Chip Core i7 RAM 4GB, ổ cứng chạy ổ SD chứ không phải là ổ cứng ổ chạy cơ nhé. Ổ chạy cơ thì lại rẻ lắm ạ. Ổ SD nó có thể chống sốc. Chống sốc cho các bác nó rất là tốt, nó chống sốc ấy. Ổ SD nó chống sốc này. Cái thứ hai nữa là các bác vô tình các cháu đi học hoặc các bác đi cơ quan đi làm việc chẳng hạn. Đây hiện tại máy đang chạy nhé. Vô tình như này, có khi là vội cái gì các bác gập luôn. Gập như này xong máy nó vẫn đang chạy ngầm, các bác nhìn này, máy nó vẫn đang chạy ngầm nhé. Ổ cứng vẫn làm việc. Nếu ổ cơ khi đi không may các bác va này, bác va đập, nó va đập nhé, thì ổ cơ nó bình thường nó quay là 7200 vòng một phút. Bác va đập cái thì cái đĩa nó quay tròn trong ấy, nó bị xước, nó sẽ quay chậm, nó chỉ còn khoảng độ 7000 vòng hoặc 6000 mấy. Thì cái máy tính của bác càng ngày nó càng sẽ bị chậm trễ dần. Có nhiều bác thì cứ nghĩ là do virus hoặc là do thế nọ thế kia, nhưng mà nó cái ổ cứng quan trọng lắm. Thì cái ổ SD này nó sẽ đỡ cho các bác cái vấn đề về chống sốc. Cái thứ hai là cái thằng 7240 này nó làm bằng sợi carbon, tất cả đều bằng carbon. Nó chỉ có 1 kg, nhưng hơn 1 kg một chút thôi. Nó thiết kế cái dòng này theo kiểu máy của quân sự, máy quân sự. Tất cả có carbon hết. Nên là độ bền rất là cao, chống sốc khá là tốt, được chưa? Quân sự. Ngoài cấu hình em vừa nói cho các bác thì em nói tất cả cấu hình có chip Core i7 100% rồi. Ổ cứng SD nhé, 120GB và RAM 4GB. Chạy Win 10, Win 8, Win 7 tùy các bác, nhưng đa số là bọn em sẽ cài Win 10, những bản Win mới nhất bây giờ. Còn các bác thích cài Win 7, Win 8 được hết. Thì cấu hình em nói bằng mồm, nhưng nhiều bác thì cứ phải muốn nhìn bằng thực. Nhưng tất cả các cấu hình bọn em báo trên này nó là chuẩn 100%. Đây, cấu hình là Core i7 nhé, 4600U, RAM 4GB. Con này có mức giá là 7 triệu 200. Thì đối với những dòng laptop này thì để phân biệt được hàng bãi và hàng trong nước, những cái hàng này nó dễ lắm ạ. Hàng trong nước mình không bao giờ nó làm được độ bền hay là nó cảm giác nó chắc chắn như thế này. Em khẳng định luôn. Hàng thiết kế thì bán trong nước. Các bác nhìn cái viền của nó như thế này. Xung quanh đây, sợi carbon ở xung quanh những cái viền sau của nó này, nó chống này. Nó bo hết bằng thép luôn. Và kết nối của nó thì bác nhìn đằng sau nhá. Phía sau của nó có cổng mạng LAN này. Cổng kết nối mạng LAN để kết nối mạng nội bộ, có thể chia sẻ tài liệu rất là nhiều máy với nhau, hoặc là dùng mạng có dây. Hai cổng USB, đây một cổng ở bên này một cổng. Đó, hai cổng USB được chưa? Hai cổng USB. Một cổng sạc sạc pin vào, một cổng HDMI để trình chiếu qua máy chiếu, qua TV, qua laptop đây, qua đây. Bên này thì cũng có cổng USB tiếp và một cổng thẻ nhớ ở đây nữa, đây cổng thẻ nhớ. Cái cổng thẻ nhớ này các bác phải ấn cái này ra, bác bỏ cái vỏ đi thì bác đấy. Thế này thì các bác mới cắm cái khe, nó mới hở cái khe ra cho các bác cắm thẻ nhớ vào đây, được chưa? Đấy, được chưa? Bây giờ lại lắp vào, được chưa? Đấy. Còn ở bên này thì cũng có một khe cắm thẻ SC và lẫy gạt tắt bật wifi tại đây. Các bác để ý nhá, nhiều các cháu nhỏ chúng tắt đây. Đấy, về cấu hình con này tốc độ quá là cao rồi, Core i7 thì khá là cao, Core i7 thì cực kỳ cao. Thế nên bây giờ mức giá là 7 triệu 2, được chưa? Thì sau đây em xin phép. Còn về cái bàn phím này thì báo cáo các bác là bàn phím thì tất cả những bàn phím này nó được sử dụng phím cơ hết. Trong cái phím này các bác nhìn nhé, cái nền này nó có một cái nền xanh này,
cái nền chữ xanh này, nhỏ hơn này, nó màu xanh xanh ấy, thì các bác muốn dùng được cái chữ xanh này nhé, đây số 3 này chẳng hạn, số 3 này nó màu xanh đấy, mình qua lên đây các bác nhìn thấy rõ, đây là màu xanh đấy, các bác nhìn thấy chưa, nó là màu xanh. Các bác muốn dùng được cái số 3 ấn bằng đây, nó bình thường bác ấn là nó sẽ ra chữ L, nhưng bác muốn dùng ấn để ra cái số 3 này thì bác phải ấn kèm với chữ FN nữa, chưa rồi. Sau đây em xin phép được đây em tắt cái máy đi, xong em tháo pin rồi các bác nhé. Tháo pin chi tiết các bác, cái độ bền của dòng máy dùng cho nước ngoài rất là nhanh đấy, suốt đào tắt máy rất là nhanh, tắt máy trong tích tắc, được chưa, tích tắc. Báo cáo các bác đây, pin của nó về phía sau thì đối với hàng nước ngoài các bác biết này, chỉ gạt một lẫy này là ra cả một quả pin, chưa gạt một lẫy ra cả một quả pin luôn, pin đấy. Thì đối với lại pin bây giờ thì thị trường Việt Nam mình cũng có sản xuất để cho các bác thay thế pin. Về pin làm sao, bác ra hiệu mới tinh, bây giờ bác mua một con laptop thì cũng không ai bảo hành pin cho bác một năm cả, bác em cái bác luôn đấy, các bác đã đi mua máy tính laptop bác cứ ra mua hộ em xong biết luôn, máy tính có thể bảo hành cho bác 1 năm đến 2 năm nhưng pin chỉ bảo hành 6 tháng, các bác nhìn đọc trên phiếu mà xem. Bởi vì pin tại sao, về nhiều bác không biết dùng ấy, các bác cứ cắm ngâm pin suốt ngày nó sẽ bị chai pin đấy, nên họ chỉ bảo hành có 6 tháng, bác cứ để ý mà xem tất cả các điểm họ bán. Còn tiếp theo đây, con này thì nó còn có một cái khe để cắm sim, có nhìn chưa, cắm sim này, con này có thể dùng mạng dùng sim được, đây khe cắm sim này đấy, khe này là khe để cắm sim đấy, các bác chú ý hồi em cắm sim. Ngoài ra thì hai cái loa hai bên được rồi, hai loa hai bên đấy, được chưa ạ. Thế thôi, còn đối với lại khen cái đồ của hàng này thì khi các bác mở cái mên ấy, cái mên của nó ra nó dày dặn lắm, mấy mên nó dày dặn, mà tất cả những quạt làm tản nhiệt của nó làm bằng bê bo đồng, nó làm bằng tản đồng, nó đẹp lắm, nó không như hàng bây giờ toàn làm bằng nhôm nhựa đâu, nên chính vì vậy hàng này lúc nào nó cũng có giá trị, lúc nào nó cũng có giá nhé. Bãi thì bãi thật nhưng nó đẹp gần như mới đấy. 7,2 triệu với con Dell model, đây model nó đọc nhé, Dell model là E7240 Core i7 giá 7,2 triệu, có ổ S, bác nhớ là ổ SD nhé. Nhiều bác thấy nhiều người báo con Core i7 trên đấy nó rẻ hơn, bác hỏi hộ em xem ổ SD hay ổ cơ. Ổ cơ nó rẻ cho bác gần 1 triệu nữa đấy các bạn nhé. Nhé, nếu mà lắp ổ cơ nó rẻ nữa các bạn. Đấy, em xin phép được dừng clip. Con này mức giá 7,2 triệu. Đấy, các bác thay pin thay đồ nó rất là dễ. Hoặc các bác có thể tháo pin ra, bác dùng trực tiếp được, được chưa? Đấy, được chưa? Gạt cái là tạch cái là xong. Hàng này các bác dùng yên tâm đi nhá. Em lo bảo hành hết cho các bác.